Rồi cả nhà, đây là nước Mỹ Cali, đây là San Francisco, chỗ du lịch đó, nhiều người tới đó chơi lắm. Tại bây giờ con vô đây, con vô cái tiệm này nổi tiếng lắm, là nó bán cái bánh mì, nó bỏ cream sau rồi vô nữa, nó bỏ cái seafood vô, hải sản vô cái bánh mì đó, giờ xong cái mình ăn với bánh mì thôi. Tại bây giờ con mua, con review cho cả nhà coi coi cái bánh mì nó loại nào với seafood đó ngon không nha. Rồi bây giờ con mua một cái, con review cho cả nhà coi nha, coi sao nha. Bánh mì ở chỗ này bán vậy đó. Hello cả nhà, con tới đây chơi chỗ khu du lịch nè, đây là nước Mỹ Cali đó, đây là San Francisco, khu du lịch đó, đó nó bán một cái bánh bao này nè, một cái bánh mì chứ không phải bánh bao, một cái bánh mì nó xé ra, cái này là cái nắp nè, nó xé ra, xong cái nó bỏ mấy cái hải sản, canh hải sản vô nè, đó, rồi bây giờ con mời cả nhà ăn canh hải sản nha. Nó béo béo ngon ngon nha. Giờ ai tới đây nước Mỹ chơi á, rồi ăn bánh mì này nha, được á, ăn được á. Đó, vừa ăn vừa ngắm cảnh nha, vừa ăn vừa ngắm cảnh nha. Đó. Ngắm xe luôn nha, vừa ăn vừa ngắm xe, thấy chưa? Vừa ăn vừa ngắm xe đó. Mấy người đi qua đi lại này, thấy không? Giống Việt Nam chưa? Đó. Bánh nó vậy nè cả nhà. Thấy không? Đó, thấy chưa? Vừa ăn vừa ngắm cảnh giống Việt Nam chưa? Đó, đang ngồi đang ngắm cảnh luôn, thấy không? Đó. Rồi ai tới đây chơi ăn nha. Được cái ăn được nha.
Aprovecha los puntos en productos selectos. Aprovecha los MVP Bonus Days hasta el 31 de marzo.